Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 2 trong quyển sách toán tập 1 Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học bài Đựng nhiều nước, đựng ít nước. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 75. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Các em à, trong cuộc sống có bao giờ các em quan sát hai cái chai hai cái bình hay hai cái nồi vân vân và tự suy nghĩ rằng cái nào đựng được nhiều nước hơn và cái nào đựng được ít nước hơn chưa vậy bây giờ chúng ta cùng quan sát nhé cô có hai cái chai đây là chai a còn đây là chai b chai a và chai b có hình dạng và kích thước khác nhau vậy một câu hỏi được đặt ra làm sao biết chai nào đựng được nhiều hơn các em hãy suy nghĩ và đưa ra câu trả lời cho cô nhé cô nghĩ rằng mỗi bạn đều có một dự đoán riêng rồi phải không nào và ở đây bạn nữ này đã đưa ra ý kiến rằng đổ đầy nước vào một chai vậy khi chúng ta đổ đầy nước vào một chai thì làm sao để chúng ta biết được chai nào đựng nhiều nước hơn? Các em hãy suy nghĩ tiếp, chúng ta cần phải làm gì nhé. Và ở đây, bạn Nam này đã đưa ra một ý kiến rằng đổ chai nước đầy vào chai nước còn lại. Vậy các em hãy suy đoán xem, khi đổ chai nước đầy vào chai nước còn lại thì điều gì sẽ xảy ra? có hai trường hợp khi đổ chai nước b vào chai nước a chai nước b đã hết nước nhưng chai nước a vẫn chưa đầy vậy trong trường hợp này các em đưa ra được kết luận gì a à, đúng rồi trong trường hợp này chúng ta sẽ đưa ra kết luận rằng chai nước b sẽ đựng ít nước hơn chai nước a trường hợp thứ hai là khi chúng ta đổ chai nước b vào chai nước a thì chai nước a đã đầy nước nhưng chai nước b vẫn còn một ít nước ở trong chai vậy thì chúng ta sẽ kết luận được điều gì a à, đúng rồi trong trường hợp này chúng ta sẽ kết luận rằng chai nước b đựng nhiều nước hơn chai nước a vậy qua ví dụ này chúng ta thấy rằng đối với những chai không cùng kích thước không cùng hình dạng thì rất khó để chúng ta biết được chai nào đựng nhiều nước hơn chỉ có cách là chúng ta thực hành thì chúng ta mới đưa ra được kết luận là chai nào đựng nhiều nước hơn và chai nào đựng ít nước hơn còn đối với những chai những vật có cùng kích thước cùng hình dạng thì chúng ta có thể nhận xét được chai nào đựng nhiều hơn ít hơn hay bằng nhau không Vậy các em hãy cùng quan sát với cô nhé. Ở đây cô có 3 chiếc bình. Bình A, bình B và bình C. Các em hãy quan sát và cho cô biết. Bình A đựng như thế nào so với bình B? Bình B đựng như thế nào so với bình A? Bình A và bình C đựng như thế nào? và ở đây có các từ ngữ để chúng ta điền vào các dấu hỏi chấm đó là nhiều hơn ít hơn hay bằng nhau và bây giờ các em hãy quan sát và đưa ra nhận xét cho cô nhé ở nhận xét thứ nhất các em hãy cho cô kết quả nào a à, nếu bạn nào nói được rằng bình a đựng ít hơn bình b thì đó là nhận xét đúng nhé qua quan sát hình ảnh thì chúng ta sẽ thấy rằng bình a chắc chắn sẽ đựng ít nước hơn bình b vì bình a có kích thước nhỏ hơn bình b tiếp theo các em hãy đưa ra cho cô nhận xét thứ hai nào a à, đúng rồi bạn nào đưa ra được nhận xét rằng bình b đựng nhiều hơn bình a thì đó là nhận xét đúng nhé tiếp theo các em hãy đưa ra cho cô nhận xét cuối cùng bình a và bình c đựng như thế nào a à, bạn nào đưa ra được nhận xét rằng bình a và bình c đựng bằng nhau thì đó là nhận xét đúng vì bình a và bình c có cùng hình dạng cùng kích thước với nhau như vậy qua ví dụ này chúng ta thấy rằng với những vật cùng hình dạng thì chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được vật nào chứa được nhiều hơn, ít hơn hay bằng nhau đúng không nào? Qua quan sát hình ảnh thì chúng ta có thể nhận biết được sức chứa của các bình có cùng hình dạng phải không các em? Và bây giờ chúng ta cùng nhau thực hành nhé! Bài tập số 1 Có hai chai đầy nước Làm sao biết chai nào đựng nhiều nước hơn Quan sát chúng ta sẽ thấy đây là hai chai nước đầy và hai chai nước này có kích thước khác nhau. Vậy làm sao để biết chai nước nào đựng nhiều nước hơn? Và ở đây các bạn đã đưa ra ý kiến rằng rót ra xem mỗi chai đựng bao nhiêu cốc hay còn gọi là ly, nước đầy. Và ở đây chúng ta có một chiếc cốc. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau thực hành nhé. Và sau khi thực hành xong thì các em rút ra được kết luận gì nào? À, đó là chúng ta sẽ đổ nước từng chai ra cốc, chai nào chúng ta đổ ra được nhiều cốc nước thì chai đó sẽ đựng nhiều nước hơn. Phần cuối của bài học là phần hoạt động thực tế. Trong phần này yêu cầu các em rằng cùng người thân tìm hiểu xem đồ vật nào đựng nhiều nước hơn ví dụ cái nồi này đựng được nhiều nước hơn cái nồi kia hay cái xô này đựng được nhiều nước hơn cái xô kia vân vân và khi thực hành cô yêu cầu các em cần chọn một nơi hợp lý để nước không đổ đầy ra nhà nhé như vậy qua bài học ngày hôm nay em nào hãy nói cho cô biết chúng ta học được điều gì trước hết các em hãy quan sát cho cô hình ảnh nhé có hai bạn nhỏ đang cầm các chiếc bình và rót nước ra các cốc và chúng ta hãy đọc yêu cầu nhé rót hết nước từ bình của việt và mai được các cốc nước như hình vẽ bình nước của bạn nào chứa được nhiều nước hơn và nhiều hơn mấy cốc đây là bạn việt còn đây là bạn mai vậy để biết được bình nước của bạn nào chứa được nhiều nước hơn và nhiều hơn bao nhiêu cốc chúng ta sẽ đếm số cốc nước mỗi bạn rót ra được là bao nhiêu nhé vậy bây giờ cô yêu cầu các em hãy đếm và cho cô biết bạn việt rót ra được bao nhiêu cốc nước bạn mai rót ra được bao nhiêu cốc nước các em đã có câu trả lời chưa à đúng rồi Bình của Việt rót ra được 8 cốc nước. Bình của Mai rót ra được 7 cốc nước. Vậy dựa vào đây, các em có thể kết luận được bình nước của ai chứa được nhiều nước hơn và nhiều hơn mấy cốc rồi phải không nào? À, đúng rồi, dựa vào đây chúng ta có thể kết luận rằng bình nước của bạn Việt chứa được nhiều nước hơn bình nước của bạn Mai và nhiều hơn một cốc như vậy chúng ta thấy rằng ở mỗi chai mỗi bình mỗi can sẽ có sức chứa khác nhau đúng không các em và qua bài học ngày hôm nay cô hy vọng rằng các em sẽ biết được cách xác định vật nào chứa được nhiều nước hơn hay vật nào chứa được ít nước hơn rồi nhé và bài học của chúng ta đến đây là hết có hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học toán lớp 2 trong bộ sách chân trời sáng tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.